Chiêm. Tuần trước, trong niềm vui chung của cộng đoàn, chúng ta mừng bổn mạng của Hội Lesio Marie, và tuần này chúng ta mừng bổn mạng của Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, và dĩ nhiên không kém là mừng chung vui với đoàn phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của các em. Và trong niềm vui này, chúng ta cùng chào đón nhau và chúc mừng bổn mạng nhau với một tràng pháo tay. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối và ăn năn. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Sai các thanh niên trong con cái Israel
mang của lễ toàn thiêu và dâng lên Chúa. Những con bò tơ làm hy lễ giao quà. Môi-se lấy phần nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra, đọc cho dân nghe và họ thưa: chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: đây là máu giao ước của Thiên Chúa đã cam kết với các